cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm nằm trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm và phường Vương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo ghi nhận của chúng tôi, không khó để bắt gặp những cảnh như thế này. Hầu hết các tuyến đường tại cụm công nghiệp đã và đang trở thành nơi bốc xếp hàng hóa của các công ty. Các xe nối đuôi nhau ngang nhiên chiếm trọn lòng đường. Vỉa hè cũng được tận dụng làm nơi để hàng hóa và chất cao tới vài mét. Tiến sâu vào trong cụm công nghiệp, chúng tôi khá bất ngờ với những gì đang diễn ra tại đây. Hàng trăm mét đất vỉa hè trước cổng công ty được khai thác một cách tối đa. Như trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lâm hay công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Julico, vỉa hè được chiếm dụng làm nơi để xe, thậm chí là được quây rào, bao quanh và xây dựng nhà xe một cách kiên cố. Nhiều khu vực đất trống, đường cụt của cụm công nghiệp thì biến thành bãi tập kết sắt thép, vật liệu, công trình. Việc quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại đây lại biến cụm công nghiệp trở nên nhếch nhác, gây bức xúc cho người dân. Có hay không việc buông lỏng quản lý của chính quyền các cấp hay do sự bất chấp của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trong những số tiếp theo của chương trình.